tục cúng ông táo được xem là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Mặc dù vậy, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của tập tục này để lễ cúng được trọn vẹn, ý nghĩa và mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Trong video clip hôm nay, Đồ Gỗ Tùng Tám xin chia sẻ một một số lưu ý quan trọng trong quá trình tiến hành lễ cúng. Cúng, một thời điểm ông táo. Cúng ông công ông táo có thể tiến hành trước ngày 23 tháng Chạp, không cần đúng ngày, miễn sao gia chủ thành tâm và báo cáo với táo quân về mọi việc. Tuy nhiên lễ cúng cần hoàn tất trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, thiên đỉnh sẽ đóng cửa sau 12 giờ trưa. Nếu tiến hành lễ cúng quá muộn, thả cá sau 12 giờ trưa, táo quân sẽ không kịp giờ lên cõi trên báo cáo với Ngọc Hoàng. Hoàng hai Chuẩn bị mâm cúng Gia chủ cần lưu ý khi chuẩn bị mâm cúng ông công ông táo. Quan trọng hơn cả là thành tâm và thái độ kính cẩn với các táo quân. Lễ cúng không nhất thiết phải cầu kỳ, mâm cao cỗ đầy dẫn đến tốn kém. Tùy điều kiện và hoàn cảnh, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mặn. Tuy nhiên dù làm cỗ chay hay cỗ mặn, đều cần chuẩn bị lễ vật gồm ba bộ quần áo, mũ, giày cho ba vị thần với một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ hoặc ba con cá chép và tiền vàng. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi để gửi cho các vị thần sử dụng khi về trời. Về trời. Ba, ông công ông táo. Trong quan niệm dân gian, ông công là thần thổ công cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà, còn ông táo trông coi việc bếp núc nên sẽ được cúng ở dưới bếp. Song các chuyên gia nghiên cứu tâm linh lại cho rằng việc cúng như vậy là không đúng. Theo truyền thống, tất cả các vị này đều cần được thờ phụng chính của gia đình. Ngoài ra, bếp là nơi đun nấu, không phải nơi cúng lễ. Mâm cúng 23 tháng chạp cần được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Trong nhà, 4. Tài lộc, sung túc trong lễ cúng ông công ông táo. Ngày 23 tháng chạp là ngày ông công ông táo lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng về những việc lớn nhỏ trong một năm qua vì vậy gia chủ không nên khấn xin tài lộc sung túc mà chỉ cần thành tâm khấn vái là đủ là đủ năm từ trên cao sau lễ cúng ông công ông táo các gia đình thường tiến hành hóa vàng sau đó trải cho xuống sông hồ cùng với việc phóng sinh cá chép các gia đình không nên thả cá từ trên cao như đứng trên cầu bờ xa ném cá xuống nước vì như vậy cá sẽ chết bạn nên chọn một địa điểm mép nước ở sông hồ và thả cá từ từ đặc biệt không nên ném cả túi ni lon xuống nước để tránh gây ô nhiễm môi trường trường Ngoài ra cho gia đình một bộ đồ thờ chuẩn phong thủy để phục vụ tốt cho việc thờ phụng ông bà tổ tiên và các dịp lễ Tết. Vui lòng liên hệ xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám, Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại 0987510806. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Các bạn